trải nghiệm siêu sang, chi 5,9 tỷ thuê máy bay đón năm mới ở hai châu lục. Đón giao thừa ở cả hai châu lục là trải nghiệm cực lạ, nhưng chi phí không hề rẻ, lên đến 255.500 USD, tương đương 5,9 tỷ đồng nếu muốn thuê toàn bộ máy bay. Đón giao thừa ở khách sạn sang chảnh hay ngồi ngắm pháo hoa ở vị trí đắt tiền có lẽ không còn mới. Đón năm mới hai lần ở hai châu lục khác nhau sẽ là trải nghiệm cực lạ dành cho giới nhà giàu. Hành khách đón giao thừa theo gói này sẽ được tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao năm 2018 sang năm 2019 ở Sydney, Australia và Los Angeles, Mỹ. Hai thành phố này chênh lệch thời gian 19 tiếng. Carol Cox, giám đốc tiếp thị của Private Lease, công ty đặt chỗ máy bay tư nhân cho biết, máy bay riêng chở hành khách từ Sydney sang Los Angeles là dòng Gulfstream G550 hạng sang, thời gian bay 13,5 tiếng. Khách muốn thuê toàn bộ máy bay thì phải chi số tiền 255.500 USD, tương đương 5,9 tỷ đồng, hoặc 21.950 USD một khách, tương đương 509 triệu đồng một khách, nếu có 8 người đặt chỗ cùng nhau. Bữa tiệc đón năm mới bắt đầu lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 12 năm 2018 ở Sydney. Hành khách sẽ đón năm mới lúc nửa đêm và ngắm pháo hoa tuyệt đẹp ở cầu cảng Sydney. Đây là nơi có màn pháo hoa ấn tượng hàng đầu thế giới mỗi đêm giao thừa. Lúc 2 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2019 giờ Australia, hành khách sẽ cất cánh từ Sydney trên máy bay tư nhân G550 để sang Mỹ. Hành khách có hai gói lựa chọn là gói Wellness hoặc Festive Flight. Trong đó, với gói Wellness, tiếp viên sẽ điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ trong khoang để hành khách có chuyến bay thư giãn một cách tối ưu. Hành khách đi dép và mặc đồ ngủ thiết kế, chăm sóc làn da với sản phẩm chăm sóc da và mặt nạ đắt tiền, uống nước trái cây thải độc. Khách được thưởng thức thực đơn VIP. Cabin gồm một phòng ngủ chính và một giường đơn với các đồ dùng cao cấp. Còn gói Festive Flight dành cho những ai muốn tiếp tục bữa tiệc ở độ cao 13.700m. Khách hàng tham gia tiệc trong cabin được trang trí với phong cách lễ hội, âm nhạc và hệ thống giải trí hiện đại nhất. Ngoài ra, hành khách được uống rượu sâm panh, ăn trứng cá muối, tôm hùm, thịt cừu. Đu đủ bonsai, thú chơi cây cảnh giá đắt bỏng tay vẫn được săn lùng. Đu đủ bonsai dáng đẹp, quả nặng trĩu từ gốc đến ngọn, biểu tượng của sự đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần, đang là món hàng được nhiều người săn đón. Theo quan niệm của người xưa, đu đủ thể hiện một cuộc sống đầy đủ sung túc. Chính bởi vậy, nhiều người tìm mua cho được loại cây này để trưng trong nhà dịp Tết. Tại vườn nhà anh Hoàng Đình Chính, Văn Giang, Hưng Yên, mỗi chậu đu đủ bonsai đẹp có giá không dưới 10 triệu đồng. Cá biệt những dáng cây độc lạ có giá đến gần 30 triệu đồng. Những cây loại chung cũng có giá khoảng 5-7 triệu. Song ngay từ giữa tháng 12 năm 2018, đã có rất nhiều người đến đặt mua. Cũng theo anh Chính, một chậu đu đủ bonsai đẹp phải hội tụ đầy đủ các yếu tố từ dáng cây đẹp, lá xanh tốt, không bị táp, rũ lá. Đặc biệt quả đu đủ sai có đầy đủ cả quả to phía dưới, quả non và hoa phía trên, thể hiện cho sự phát triển có hậu về sau. Đu đủ bonsai là loại cây cảnh đắt giá dịp Tết, nhu cầu thị trường lớn, song lại không nhiều hộ tại vựa cây cảnh Văn Giang trồng thành công. Bởi sự công phu, kỹ lưỡng từ khâu chọn giống, gieo hạt đến chăm sóc uốn cây. Mỗi cây từ lúc trong bầu đưa lên chậu đến khi có giá trị làm cảnh cần khoảng 7-8 tháng. Vì vậy, thời điểm trồng đu đủ bonsai tốt nhất bắt đầu từ cuối tháng 4, đầu tháng 5 âm lịch để kịp thời thu hoạch vào dịp Tết. Để đu đủ bonsai phát triển tốt trong chậu, cần trồng bằng loại đất thịt ải hoặc đất thịt mới chưa qua gieo trồng bất cứ loại rau màu nào, trộn lẫn với đỗ tương, xỉ, phân bón. Đặc biệt, người trồng phải luôn giữ cho đất ẩm ướt, tránh lá cây bị héo rũ. Anh Chính cho biết thêm, năm nay gia đình anh trồng hơn 100 gốc, nhưng chỉ giữ được hơn 60 gốc đu đủ bonsai. Với người trồng đu đủ bonsai, xương muối là mối nguy hiểm, có thể khiến cây bị xoăn lá, quả teo. Bí ẩn miền Tây xứ Nghệ, loài cá nặng hàng yến dài cả mét. Miền Tây Nghệ An là nơi sản sinh ra khá nhiều loài cá quý hiếm, trong đó có những con cá nặng hàng yến dài cả mét. Tuy nhiên, hiện nay các loài cá đặc sản ở miền Tây xứ Nghệ đang dần khan hiếm, giá của các loài cá này cũng đang ngày một tăng lên. Miền Tây Nghệ An với địa hình chủ yếu là đồi núi, nơi những con sông có độ dốc cao, dòng chảy mạnh, đây cũng là điều kiện lý tưởng cho những loài cá có giá trị cao sinh sống. Các loài cá có giá trị cao ở miền Tây Nghệ An đều có đặc tính chung là sống ở vùng nước chảy, vì thế việc đánh bắt cá hết sức khó khăn. Tuy nhiên, có những hôm may mắn người săn cá cũng có thể kiếm được hàng chục triệu trong một đêm. Loài cá được xem là giá trị khủng nhất ở miền Tây Nghệ An là cá lệch, còn được gọi là cá trình suối.
Cá lệch là loại cá nước ngọt có thịt thơm ngon, bổ dưỡng, nhiều người ưa thích săn lùng. Cá lệch có thân dài, thuôn, mình tròn, đầu có râu dài, ít xương. Loài cá này thường sống trong các hang ngách nơi dòng nước chảy. Tuy nhiên, hiện cá lệch trên các sông suối khá hiếm nên bán giá cao. Mỗi kg cá lệch có giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng tùy theo trọng lượng cá. Cá càng to thì giá càng cao. Cá lệch có thể dùng để nướng, hấp xả hoặc nấu canh măng. Gần đây, nhiều con cá lệch khủng đã xa lưới ngư dân Nghệ An. Mới đây nhất là vào chiều ngày 13 tháng 12, trong lúc đang cùng nhiều người dân khác trong xã đi bắt cá do thủy điện Sóng Con ngăn dòng tích nước, anh Vi Văn Thìn và một nhóm bạn ở cùng bản đã bắt được một con cá lệch nặng hơn 12 kg, dài hơn 1,8 m. Sau khi nghe tin anh Thìn và nhóm bạn bắt được cá lệch khủng, nhiều người dân tò mò kéo đến xem. Được biết, có người hỏi mua với giá 8,4 triệu đồng, anh Thìn và nhóm bạn đã đồng ý bán. Trước đó vào chiều ngày 12 tháng 12, khi đang kéo lưới ở sông Răng, đoạn qua trại Bưởi, xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, Nghệ An, anh Nguyễn Mạnh Hùng, 26 tuổi, trú tại xóm Liên Trung, xã Phong Thịnh, phát hiện một con cá rất dài và nặng đang trong lưới. Kéo lưới lên, anh Hùng nhận biết đây là cá lệch. Con cá này có chiều dài 1,6 m, cân nặng 10 kg, anh Hùng cho biết. Biết tin anh Hùng bắt được cá lệch khủng, người dân địa phương hiếu kỳ đến xem rất đông. Sáng ngày 13 tháng 12, anh Hùng quyết định bán con cá này cho một người quen ở thành phố Vinh với giá hơn 6 triệu đồng. Tháng 9 vừa qua, một nhóm ngư dân ở Nghệ An đã thả lưới bắt được một con cá lệch nặng 22 kg, dài hơn 2 m. Ngay sau đó, con cá được bán lại cho một nhà hàng ở Hà Nội phục vụ thực khách. Trước đó vào tháng 8, một ngư dân ở Nghệ An đã bắt được một con cá lệch cân nặng 15 kg, dài khoảng 1 m trên sông Nậm Nơn. Con cá này đã được vận chuyển bằng ô tô từ Nghệ An đưa ra một nhà hàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chiều ngày 3 tháng 8, hai anh em Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Văn Dũng, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An, trong lúc chèo thuyền thả câu trên sông Lam qua huyện Thanh Chương, đã bắt được một con cá dài 1,6 m, nặng 16 kg. Cá được đưa vào bờ, nhiều người xác định là loài cá lệch. Hay tin ngư dân bắt được cá to, một cửa hàng ở thành phố Vinh đã tìm về tận gia đình mua với giá gần 16 triệu đồng. Sáng ngày 6 tháng 4, trong lúc đang đánh bắt cá trên sông Lam thuộc địa phận huyện Kỳ Sơn, một người dân tên Liên đã bất ngờ bắt được một con cá lệch dài 1,6 m, nặng hơn 14 kg. Anh Liên chia sẻ, bản thân đã làm nghề đánh bắt cá nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên bắt được một con cá lớn như vậy. Con cá sau đó đã được anh Liên đem bán cho một nhà hàng tại thị trấn Con Cuông với giá hơn 10 triệu đồng. Sáng sớm ngày 1 tháng 1, ông Nguyễn Xuân Minh, 60 tuổi, trú xóm 3, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An, ra sông Rộ, một nhánh sông nhỏ của sông Lam, nằm trên địa bàn huyện Thanh Chương, để đánh bắt cá lấy may nhân ngày đầu tiên của năm mới. Bất ngờ, ông Minh bắt được một con cá lệch khủng nên đưa về nhà kiểm tra. Con cá lệch cân lên nặng gần 10 kg, dài 1,6 m. Được biết, ông Minh làm nghề đánh cá hàng chục năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên ông bắt được một con cá lệch to như thế này ở một nhánh sông nhỏ. Ông Nguyễn Văn Tám, chủ một nhà hàng ở khối 5 thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, sáng ngày 1 tháng 8 năm 2017, gia đình ông đã mua được một con cá lệch nặng gần 18 kg, dài gần 2 m. Ông Tám cho biết, con cá trên ông mua với giá 20 triệu đồng do một người dân đánh bắt được trên sông Lam, đoạn chạy qua huyện Tương Dương và Kỳ Sơn. Rạng sáng ngày 12 tháng 6 năm 2017, một người dân tên Hùng, trú tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An ra thả câu tại dòng sông Nậm Nơn chảy qua địa bàn xã và đã bắt được một con cá lạ dài gần 1,7 m, nặng 15 kg và đã bán cho thương lái 10 triệu đồng. Chiều ngày 26 tháng 1 năm 2017, trong lúc đang trên đường đi làm về, anh C, sinh năm 1984, bản Đồng Tiến, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, bỗng nhìn thấy một cú vật mạnh trong vũng nước ở bên dòng sông Lam. Ngay sau đó, anh đã hô hoán và cùng mọi người bắt được con cá lệch quý, nặng 17 kg, dài 175 cm. Con cá này đã được làm thịt và bán với giá rẻ 120.000 đồng 1 kg cho mọi người trong bản ăn Tết. Ngày 11 tháng 11 năm 2016, anh Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1975, cùng vợ là Trần Thị Lan ở khối 6, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, lúc đang buông cần câu cá thì phát hiện câu bị giật mạnh, biết là con cá to mắc câu nhưng phải mất gần một tiếng đồng hồ vật lộn, vợ chồng anh mới đưa được con cá lên thuyền. Và bất ngờ hơn, khi đó là một con cá lệch rất lớn, về cân lên thì được 12 kg. Sau khi đưa cá về nhà, gia đình anh Đức đã nhờ một người anh em buôn cá bán hộ còn cá lệch cho một người ở thành phố Vinh, Nghệ An với giá 10 triệu đồng. Một loài cá nữa cũng có giá trị gần tương đương với cá lệch là cá lăng. Loài này thân khá dài, mình chắc, bụng trắng, phần phía trên có màu nâu.
Ở đầu của một loài cá này có ngạnh rất sắc và nhọn. Người ta cũng dùng câu vương để bắt cá ngạnh hoặc có thể dùng lưới tầng để bắt cá. Cá lăng rất dễ chế biến, có thể nấu canh với chuối, với măng. Thỉnh thoảng, người dân miền Tây xứ Nghệ cũng bắt được những con cá lăng có trọng lượng lớn. Trong ảnh là con cá lăng dài 1,8m, nặng 16kg, màu vàng cam mà gia đình chị Vi Thị Lan câu được trên sông Nậm Nơn, Kỳ Sơn, Nghệ An ngày 5 tháng 11 năm 2017, có thương lái ở Hà Nội hỏi mua với giá 12 triệu đồng nhưng vợ chồng chị Lan không bán. Trước đó vào ngày 6 tháng 9 năm 2016, một người dân ở bảng Siềng Tắm, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn câu được con cá lăng khủng nặng hơn 10kg trên sông Nậm Nơn. Sau đó con cá này được bán cho một người cùng bản với giá 4 triệu đồng. Một loài cá đặc sản nữa của sông nước miền Tây Nghệ An là cá ghé. Đây là loài cá thân nhám sống ở đáy các con sông. Loài cá này khá chậm chạp so với các loài cá nước ngọt khác. Chúng thường sống theo đàn. Còn cá ghé trưởng thành có thể nặng đến 50kg. Mỗi kg cá ghé có giá từ 300 đến 600 nghìn đồng. Ngày 11 tháng 5 năm 2016, ông Lô Vông Khăm, xã Sẳng Trên, Mỹ Lý, Kỳ Sơn đã câu được một con cá ghé khổng lồ nặng hơn 25kg, dài gần 1m ở sông Nậm Nơn. Ông Khăm cho biết, hơn 20 năm nay, ông mới câu được con cá lớn như thế này.